Chào các bạn, hôm nay thì có cái món này hơi lạ lạ xíu. Này là càng càng cua, này là cua, này cua lông hay cua gì không biết. Không biết, nó giống như là cái cua mà cái càng của con cua cua hộp á, lúc trước ăn thấy đây, giờ đẹp không, đẹp không, này có thấm gì miếng miếng nước sauce á. Với lại ở bên đây có thêm miếng sauce nữa, nếu mà thấy là chưa đủ gia vị á thì chấm đó vô. Rồi mời các bạn ăn nha. Nó lọt sẵn rồi hả? Rồi thì mình chỉ ăn thôi. Này cũng như là nó ấy trong lạnh rồi đó. Mua về mình tự chế biến ăn với rau răm. Có khói lên luôn chấm này ha. Này sauce như là kế trình á, cay cay. Thịt càng cua ăn nó được, ăn với lại dưa leo. Thấy cái lông, cái càng nó có lông quá trời luôn. Rau răm nó ăn nó nồng nồng á, ăn với cái gì nó cũng ngon hết, thơm. Uống miếng rượu đỏ. Ăn cái này
hơi là nó lột ra rồi á. Nếu mà không ngồi ăn lột cái này ra, trời ơi mệt chết luôn. Này á, nó bán một bịch thì như là nửa ký hay nhiêu á, có 10, 14, 15 đồng gì, 14, 15 đô á, khoảng 30.000 bản. Ngon 300.000 chứ. Thịt này à, ăn nó đã, để có nguyên dĩa như vậy là chắc là trong đây cũng ít nhất là cũng là 20 con cua. Uống rượu đỏ thì không không đúng khẩu khẩu vị của nó. Rượu đỏ hấp hấp vậy. Cái này ăn vô phải uống bia kìa. Uống bia ực 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 ực. Mới là đã. Mới là... Thật ra cái này rẻ chứ, 14 15 đồng nguyên dĩa như vậy ăn thoải mái luôn. Ừ.
chút phải đếm lại có bao nhiêu cặp cặp càng. Không, quá trời gia vị trong này không? Lần đầu tiên trong đời được ăn nhiều càng cua như vậy. Tội nghiệp cho những người nào mà gỡ ra. 4 6 8 10 12 14 16 18 rồi. Nãy giờ đang được 18 cái càng rồi. Trời ơi, mà chưa thấm thía gì cái này hết. Hai chục rồi đó, hai chục con à, hai chục cái càng rồi chứ. Mùi vị nó thấm vô á, ngon.
Này á, thì mua ở ở bên đây có cái chợ gọi là H Mart, nó bán á, bán trong bịch vậy á, thấy nó lạ nhưng mà ăn nó cũng ngon. Cái này về mua về mình phải là chế biến lại chứ nó như là trong bịch, nó để frozen, nó để đông lạnh vậy đó mà, vậy thôi à, về mình phải tự chế biến. Ăn với mặn mặn á, cắn á. Cắn miếng gì đâu vừa hết sạch. Hôm nay một mình ăn hết hai mươi mấy cái gàn cua, thì có nghĩa là ăn được mười mấy con cua, nó đã gì đâu á. Nè coi gần nha, lần đầu tiên ăn được nhiều càng cua như vậy. Cái cuối nha. Ơi thôi rồi, tới đây thôi nha. Mua thử giới thiệu coi các bạn ăn nó làm sao ngon. Nếu mà các bạn nào mà ở gần H-Mart á, nếu mà có cơ hội thì ghé mua nha, nó bán trong cái bịch đó, vậy có 14 15 đồng bịch à. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nhiều nha, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye, see you later guys, bye.